năm 2021, bệnh viện khách sạn thứ 2 của hệ thống y tế Hồng Ngọc chính thức hoạt động, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình nâng tầm chuẩn mực khám chữa bệnh kết hợp nghỉ dưỡng. Được đầu tư toàn diện từ cơ sở vật chất, nhân sự đến chất lượng phục vụ, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh hoạt động với 25 chuyên khoa chuyên sâu như sản phụ khoa, cơ xương khớp, vật lý trị liệu, tiêu hóa, nội tiết, tai mũi họng, hồi sức tích cực và thận nhân tạo, đáp ứng mọi nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Hồng Ngọc Phúc Trường Minh là bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam áp dụng đồng thời tiêu chuẩn HVN Anh Quốc và công nghệ BIM trong xây dựng và thiết kế bệnh viện. Từ thiết kế tổng thể cho đến phòng bệnh, chúng tôi luôn luôn quan tâm đến tiêu chuẩn an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế. Các chuyên khoa mũi nhọn như sản phụ khoa, nhi khoa, nội tổng hợp được bố trí tại các tầng riêng biệt, mang đến dịch vụ khép kín, thuận tiện cho các đối tượng khách hàng đặc thù. Bốn trung tâm chức năng gồm trung tâm tiêm chủng, trung tâm tiêu hóa, trung tâm khám sức khỏe định kỳ, trung tâm hỗ trợ sinh sản cùng thẩm mỹ Hồng Ngọc tiếp tục được mở rộng quy mô, hoàn thiện dịch vụ dựa trên uy tín và kinh nghiệm của hệ thống y tế Hồng Ngọc. Bệnh viện Hồng Ngọc Phúc Trường Minh quy tụ đội ngũ chuyên gia hàng đầu, giàu kinh nghiệm, từng công tác tại các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức, Phụ sản Trung ương, Phụ sản Hà Nội, Nhi Trung ương. Chúng tôi đã xây dựng quy trình, kỹ thuật, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ các khách hàng một cách chu đáo nhất, tốt nhất. Thế hệ bác sĩ trẻ kế cận được chú trọng đào tạo nâng cao chuyên môn thông qua các khóa tu nghiệp trong và ngoài nước, ngày càng khẳng định được năng lực của mình. Khoa chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang sở hữu các thiết bị được đánh giá là bước đột phá trong chẩn đoán hình ảnh, nhập khẩu đồng bộ từ các quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế như Mỹ, Đức, Nhật Bản, giúp đội ngũ bác sĩ xác định chính xác vị trí cần can thiệp, hạn chế xâm lấn, tăng khả năng hồi phục và rút ngắn thời gian nằm viện cho bệnh nhân. Tất cả các phòng mổ của bệnh viện đều được trang bị hệ thống khí tươi khử khuẩn không khí hiệu quả cao HEPA cùng những thiết bị nhập khẩu hiện đại nhất. Hệ thống bệnh sử đồng bộ giữa 7 cơ sở cập nhật liên tục thông tin bệnh nhân cùng các công nghệ thông minh được bệnh viện không ngừng cập nhật, đưa vào sử dụng, giúp quá trình thăm khám và điều trị an toàn, thuận tiện và hiệu quả hơn. Với kinh nghiệm gần 30 năm trong vận hành khách sạn, Tập đoàn Hồng Ngọc không ngừng cải thiện dịch vụ, đưa những tiện ích chuẩn 5 sao vào hệ thống phòng lưu viện. Nhờ kiến trúc hình chữ U và bậc thang độc đáo của bệnh viện, các phòng đều có cửa sổ lớn đón ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn rộng ra cảnh quan xanh. Chăm sóc bệnh nhân như người thân để họ luôn cảm thấy như đang ở nhà là nhiệm vụ và niềm vui của mỗi nhân viên y tế. Thực đơn hàng ngày được thiết kế riêng theo độ tuổi và tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Khách hàng có thể chọn món cho từng bữa theo nhu cầu và sở thích qua màn hình thông minh tại phòng. Chú trọng vào việc đảm bảo cân bằng dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Mỗi suất ăn của bệnh nhân đều được chế biến từ những nguyên liệu tươi ngon theo tiêu chuẩn khắt khe nhất. Chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho khách hàng khoảng thời gian lưu viện thư giãn và thoải mái nhất. Bởi vì chúng tôi hiểu rằng khi khách hàng được thoải mái hơn, hài lòng hơn thì quá trình hồi phục sức khỏe của họ sẽ được tốt hơn. Không gian xanh, trong lành tại Bệnh viện Hồng Ngọc Phúc Trường Minh sẽ mang đến cho khách hàng những giây phút hòa mình vào thiên nhiên, an tĩnh, thư thái. Chuỗi tiện ích ẩm thực Hồng Ngọc Eatery và Mani Cafe với thực đơn phong phú cùng không gian sang trọng, hoàn thiện mô hình bệnh viện khách sạn 5 sao tại Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, nơi bệnh nhân và người nhà có thể thực sự tận hưởng khoảng thời gian nghỉ dưỡng trước, trong và sau khi khám chữa bệnh. Với những ưu thế kể trên, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh là điểm đến mới về y tế chất lượng cao tại khu vực phía Tây Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung. Hơn 2 thập kỷ nỗ lực, chúng tôi tin rằng bằng tâm huyết của mình, hệ thống y tế Hồng Ngọc sẽ vững vàng phát triển, xứng đáng là nơi gửi trọn niềm tin của hàng triệu khách hàng.